Chúng ta đã biết loài người đã phát triển lên, tiến hóa lên từ động vật. Từ khi mới thoát thai từ các loài động vật thì con người ta chưa quan tâm nhiều đến việc đo thời gian. Chỉ đến khi xã hội loài người bắt đầu hình thành, con người có sự giao lưu với nhau thì người ta bắt đầu quan tâm đến việc đo thời gian, Và như vậy thì lúc đó người ta bắt đầu nghĩ đến các cách đo thời gian. Từ thời cổ xưa nhất, cái đồng hồ đầu tiên được loài người sử dụng đó chính là đồng hồ mặt trời. Đó là một cái que được cắm trên một cái mặt phẳng, coi như là mặt đồng hồ. Và dựa trên bóng nắng của mặt trời, người ta sẽ xác định ước lượng được cái thời gian trong ngày là đến lúc nào rồi. Thế đồng hồ mặt trời cũng đã giúp cho loài người một thời gian khá dài. Tuy nhiên cái sai số của đồng hồ mặt trời nó có giá trị vào khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng, đến 1 giờ. Nhưng mà với cái xã hội cổ xưa thì cái sai lệch đó cũng không ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của loài người. Sau này người ta mới cải tiến để cho đồng hồ chính xác hơn thì người ta sử dụng đồng hồ cát. Các em đã biết cái đồng hồ cát là gồm hai cái ống úp ngược vào nhau. Cát chảy từ ống trên xuống ống dưới qua một cái lỗ rất nhỏ. Mà ngày nay trong các máy tính khi chờ đợi ta vẫn thấy xuất hiện hình ảnh đồng hồ cát. Đồng hồ cát đã tiến bộ hơn đồng hồ mặt trời vì cái độ chính xác của nó có thể đạt tới sai số chỉ độ khoảng 15-20 phút trong một ngày. Tuy nhiên là với cái sai số đó thì đến khi xã hội loài người phát triển, người ta không thể chấp nhận được cái sai lệch đó. Cho đến thế kỷ thứ 17-18 thì khi nhà khoa học người Ý Galileo phát hiện được con lắc đơn có cái chu kỳ dao động rất chuẩn xác và không thay đổi bởi các điều kiện bên ngoài, thì loài người đã biết sử dụng ngay con lắc làm vật chuẩn thời gian. Và khá nhiều năm, các đồng hồ được sản xuất ra đều sử dụng con lắc là vật chuẩn thời gian. Đồng hồ treo tường đã dùng con lắc vật lý, chúng ta đã nhìn thấy quả lắc đung đưa. Còn trong các đồng hồ đeo tay thì đã dùng con lắc xoắn. Nhưng đều với nguyên tắc chung là chu kỳ dao động con lắc là không thay đổi với các điều kiện bên ngoài. Và người ta đã chế tạo cho các đồng hồ cực kỳ chính xác. Cái sai lệch trong một ngày đêm chỉ chiếm cỡ phần giây, và những đồng hồ cực kỳ chính xác có thể sai số trong một ngày đêm chưa đến một giây. Tuy nhiên là càng ngày người ta càng thấy khoa học kỹ thuật càng phát triển thì càng cần phải đo đồng hồ với độ chính xác cao hơn. Và ngày nay người ta đã chính tạo ra những đồng hồ dựa trên các dao động trong phân tử nguyên tử, nó đạt độ chính xác tới hàng trăm năm, chỉ sai số phần nghìn của giây thôi. Thế thì chúng ta mới nghiên cứu vào cái phần dao động con lắc. Thì hôm nay thầy sẽ phân tích cho các em các nguyên nhân gây ra cái sai lệch trong cái đồng hồ sử dụng con lắc làm vật chuẩn thời gian. Và trên cơ sở nắm được các nguyên nhân gây ra sai lệch đó thì chúng ta sẽ có cách để hạn chế những cái sai lệch đó, để có những cái đồng hồ thật chính xác. Thế mong là các em hãy quan tâm và chú ý đến cái bài toán này để chúng ta có thể thực hiện tốt cái chương trình phổ thông để chuẩn bị cho kỳ thi ôn thi tốt nghiệp và thi đại học.